Một trong những chương trình trọng điểm trong phát triển kinh tế nông nghiệp được huyện Tuyên Hóa xác định đó là phát triển chăn nuôi đàn gia súc. Phát huy lợi thế của một huyện miền núi có đồi núi trải dài, nhiều đồng cỏ, nơi cung cấp nguồn thức ăn chăn nuôi ổn định cho đàn gia súc. Những năm qua, địa phương đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích bà con nông dân đầu tư chăn nuôi gia súc có quy mô nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế. Trên cơ sở những tiềm năng lợi thế đó, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, huyện Tuyên Hóa tiếp tục chủ trọng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển các mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản nhằm tạo được sinh kế bền vững, tăng thêm thu nhập, giúp người nghèo thoát nghèo, giúp hộ cận nghèo có nguồn thu nhập ổn định. Căn cứ hệ thống cả văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh và các sở ban ngành về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng với việc xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũng đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Thì gia đình em thì cũng cảm ơn bán của thôn thì xã thì đã cùng cung cấp cho con bò cải về để phát triển nuôi chăn nuôi để sau sinh sản. Song song với việc hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chính quyền huyện Tuyên Hóa còn động viên khuyến khích bà con chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, hầu hết những hộ gia đình tham gia dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đều dành diện tích đất để trồng cỏ, đảm bảo luôn có nguồn thức ăn xanh phục vụ cho mô hình nuôi bò lai sinh sản. Mặc dù dự án mới được triển khai trong một thời gian chưa dài, trong quá trình thực hiện có một số vấn đề khó khăn nảy sinh cần khắc phục, song với quyết tâm chính trị cao nhất, chính quyền địa phương đã điều hành khá linh hoạt, chọn giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất để chương trình dự án thực sự phát huy hiệu quả thiết thực, ngày càng có thêm nhiều mô hình điển hình được nhân rộng. Tận dụng cái lợi thế của địa bàn, cái nguyên liệu, do đó thì quá trình triển khai thì cái kết quả đưa lại cái mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đưa lại các cái kết quả kinh tế cho hộ gia đình. Đó cũng là cái mô hình để giúp xóa đói, giảm nghèo trên cái địa bàn xã, góp phần cái phát triển kinh tế của địa phương trong cái việc xây dựng nông thôn mới cũng như nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tập trung cho các cái tiểu dự án mà được Ủy ban huyện phê duyệt trên địa bàn xã Đông Hóa để xem xét các cái đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện, có lao động để đưa vào áp dụng các cái mô hình cho có hiệu quả. Hiện nay, huyện Tuyên Hóa đã triển khai được 12 mô hình thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với 300 hộ dân là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và thực hiện mô hình. Phần đầu năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%, hộ cận nghèo giảm còn 0,66%. Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa thì như vậy thì đã triển khai đồng bộ 5 cái dự án. Trong đó có dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế phát triển cái mô hình giảm nghèo. Thì đối với cái mô hình này thì đã phục vụ thực hiện cho các cái đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo tiêu chí quy định. Trong đó thì chúng tôi ưu tiên là những cái hộ thuộc cái đối tượng là trong độ tuổi lao động và cái hộ có gọi là hộ sản xuất kinh doanh giỏi để lấy làm nòng cốt để giúp đỡ, hỗ trợ cho các cái hộ khác thực hiện có hiệu quả cái mô hình này. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng thấy có những cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là cái năm 2022 thì là cái năm đầu triển khai cái chương trình này. Thì nguồn vốn của Trung ương cũng như là nguồn vốn của địa phương thì phân bổ gần cuối năm. Thứ hai là cái hệ thống văn bản hướng dẫn thì đang quá trình hoàn thiện. Nên là địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Cái đối tượng tham gia cái mô hình này ấy, là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nhưng mà chiếm đa số trong cái tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện. Và đa số cái số này thì lại là già cả neo đơn.
và qua tuổi lao động và số đối tượng bảo trợ xã hội nên huyện rất gặp có nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng thấy là cũng cần phải đề xuất ủy ban tỉnh điều chỉnh cái định mức hỗ trợ cho cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo thoát nghèo được quy định tại cái nghị quyết 53 2023 của Hội đồng nhân tỉnh để là khuyến khích được người dân tham gia cái dự án mạnh dạn vươn lên thoát nghèo, đồng thời là tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai cái mô hình được thuận lợi và tránh cái tình trạng là đầu tư manh mún, dàn trải và kém hiệu quả. Bà Phan Thị Liễu, thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch là đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ thực hiện mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản. Sau khi nhận bò, được sự hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh và qua quá trình chăm sóc chu đáo, bò đã sinh được bê con. Hiệu quả bước đầu của mô hình chính là nguồn động viên tích cực để gia đình bà nỗ lực hơn trong lao động sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo. Đây cũng chính là mô hình điển hình để nhân rộng, khuyến khích phong trào thi đua giảm nghèo bền vững tại xã Quảng Lưu nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung. Xin cảm ơn nhà nước hỗ trợ cho con bò, nên là mình chăm sóc cho học sinh để cho con bò con nó được biết là mình với con cái là mừng luôn. Nên là chưa được sau là mình chăm sóc cho bò sinh sản thêm là để giúp cháu cháu sinh hoạt hành. Đổi mới phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua, song song với việc triển khai cả mô hình dự án giảm nghèo, huyện Quảng Trạch còn chủ trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong các đối tượng là người nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Theo đó, địa phương đã quan tâm đúng mức trong việc giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, giúp các đối tượng nghèo phát triển kinh tế gia đình. Sau khi lựa chọn các cái mô hình dự án thì chúng tôi cảm thấy là trên địa bàn xã Quảng Lưu là chỉ có cái mô hình là chăn nuôi bò sinh sản là cái mô hình mà mang lại cái hiệu quả kinh tế cho là người dân và đặc biệt là những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo để là họ lấy làm cái động lực qua cái việc tham gia chương trình dự án của mô hình bò tại địa phương thì chúng tôi cũng đã là tuyên truyền tất cả các cái hội nghị, đồng thời là động viên các cái hộ gia đình cái quy trình kỹ thuật chăm sóc như thế nào, rồi là tham mưu cho là các cấp các ngành ở cấp trên để là tham gia tiếp tục là đào tạo tập huấn bồi dưỡng, đặc biệt là cái kỹ thuật nuôi dưỡng bò làm thế nào đó để là khi mà nuôi bò sinh sản đạt cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Trên thực tế, cả hộ nghèo, hộ cận nghèo thường là những đối tượng yếu thế trong xã hội. Nắm bắt được điều đó, trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chính sách hỗ trợ, huyện Quảng Trạch đặc biệt chú trọng vấn đề hỗ trợ như thế nào để đúng và phù hợp với các đối tượng nhằm mục tiêu phát huy hiệu quả tích cực của mô hình, mang lại nguồn thu nhập ổn định thường xuyên cho người dân tham gia dự án. Chăn nuôi thì tôi thấy tôi cũng cho nó ở trong nhà trong đồ bình thường vậy, rồi là tôi cũng mua thuốc mua đồ vì mà tôi thuốc kìm kìm trong nhà thôi, tôi mở thuốc đâu thuốc C này rồi thuốc hạ nhiệt này, nói chung là đủ thứ thuốc, thuốc dung thuốc đồ gì là tôi mua đầy đủ hết, không có sót một cái gì nè. Vừa thực hiện đầy đủ kịp thời giúp cả hộ nghèo cận nghèo tiếp cận với chương trình dự án và cả dịch vụ xã hội cơ bản để họ phát triển sản xuất, huyện Quảng Trạch cũng chủ trọng nhân rộng cả mô hình giảm nghèo hiệu quả, cả mô hình sinh kế mang tính chất bền vững, phát huy cả sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng, kết nối để tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm cho cả hộ nghèo. Trong quá trình triển khai, thì việc ban hành một số văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp bộ ngành, ví dụ như thông tư 04 của Bộ Nông nghiệp chẳng hạn, rồi quyết định các cái quyết định của các bộ ban ngành hướng dẫn để hỗ trợ cho các cái đối tượng để triển khai trong thực hiện chương trình còn chưa kịp thời, nên dẫn đến cái thời gian hỗ trợ cho các cái đối tượng được thụ hưởng trong chương trình cũng còn chậm, nên là việc thực hiện cái dự án mô hình triển khai sản xuất tại cộng đồng của một số địa phương cũng còn gặp một số cái khó khăn, để ví dụ như trong cái lựa chọn đối tượng thụ hưởng của chương trình thì đa số các hộ nghèo, hộ cận nghèo của còn lại của các địa phương hiện nay thì là những đối tượng bảo trợ xã hội, nên là toàn đối tượng là người già, người khuyết tật, người không có khả năng lao động, nên là
không thể tham gia được cái chương trình dự án phát triển sản xuất theo cái quy định của cấp trên. Qua 2 năm vừa rồi triển khai thì nhiều hộ nghèo của địa phương cũng nhờ được thụ hưởng cái chương trình nên cũng đã tham gia và thoát nghèo được. Như trước đây cũng như là đó là một cái tín hiệu tích cực trong cái quá trình triển khai hỗ trợ đến cả cái đối tượng được hỗ trợ của chương trình. Thì từ đó cũng nâng cao nhận thức được của người nghèo để tự lực vươn lên. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để thoát nghèo cho những cái hộ dân khác được học tập và tiếp tục đăng ký tham gia cải thiện cái thu nhập kinh tế cho hộ gia đình. Từ đó nâng cao năng lực, nâng cao cái đời sống tinh thần, vật chất cũng như đóng góp khá lớn trong cái chỉ tiêu phấn đấu giảm nghèo của địa phương. Qua hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cả cơ quan ban ngành liên quan, việc triển khai thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được một số kết quả nhất định. Toàn tỉnh đã thực hiện được cả mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mô hình phi nông nghiệp với hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ khuyết tật tham gia mô hình. Qua gần 3 năm thực hiện dự án, những tín hiệu tích cực và hiệu quả kinh tế mà cả mô hình mang lại thực sự là động lực rất lớn để giúp người dân nghèo, nhất là những người yếu thế, tự tin hơn vào chính bản thân mình, không ngừng nỗ lực cố gắng để vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Họ được tiếp cận các điều kiện cần, được cho chỉ cần câu, được chủ động trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính những điều này là điều kiện hết sức quan trọng nhằm cổ vũ động viên cả phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều hơn những nhân tố, những mô hình điển hình đầy triển vọng, nhân rộng, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.